nó lại ở đây. Chắc là tu vú nó để nhờ hay nào ấy. Nặng thôi rồi đấy. Không biết nó đi ca đâu nhỉ. Này, chúng mày nha, cấm đứa nào nói cho ma đại ca nhá. Vậy tao thử nha mỗi đứa, mỗi quả trứng cút. Úi trời ơi, quả này ăn dày rồi. Vì bán được 4 tiền. Ui, lắm thế nhỉ. Mà sau đây cái bọn này nó ngu nhỉ, lại cho con tu hú lại để vào đây nhỉ. Thôi là nhiều trứng. Tối nay mình phải dẫn chó săn mẹ ra đây để săn cái con mẹ này mới được. Mình biết ngay mà. Mình ngồi rình đằng kia rồi thử xem phản ứng của nó thế nào đâu. Nói chung là thằng này mất dạy lắm. Anh em mà không nghĩ ngợi gì đến nhau cả. Tình anh em phát này nhặt được của rơi, không thèm cho thằng anh của một tí nào. Giả dụ đấy là của rơi thôi nhá. Nó nhặt được ít nhất nó phải bảo mình là: ui anh ơi, em nhặt được cái này, anh em mình đi nướng đây. Thế mà bây giờ mình sẽ về nhà nó đòi. Không được, tình anh em thế này thì không ăn thua rồi. Đây rồi. Anh Phi đang chết chó em à? À, đưa trứng ngoài đấy làm đồng. Đưa trứng đà điểu ra đây. Cháy. Trứng đà điểu. Đây rồi, trứng đà điểu. Này, có người bảo mày cầm về nhá. Ai biết đấy đâu, biết được à? Biết được cái gì? Mày lấy quả trứng ở ngoài mương về đúng không? Hả? Sao quả trứng nhỏ nữa. Em mở chân em về đấy là nó. Đang đi săn ra về về. Em mở chân em về. Tao không biết giả trứng đâu đây. Này, ngồi đây. Sao sao thử? Ra cái gì? Mày thử ơi. Mày đưa trứng ra đây, tao chỉ để đấy để trêu mày thôi nhá, để con làm thức ăn đấy. Thôi. Ai biết đấy đâu? Ai? Em không nhận được đâu. Đây này. Mày mày. Này, trứng đâu đâu? Biết được à? Rồi, tao cứ biết được à? Này, có người bảo mày cầm trứng từ mương về nhá. Ai biết đấy đâu ấy? Chơi mày tí thôi nhá, mày định cầm về thì mày lấy mất của tao à? Hả? Mày biết tao để làm gì không? Hả? Anh ấy đừng có giả vờ. À, giả vờ thì một là đưa trứng tao, hai là thôi, tao cho hai con này ra làm cầy tơ với ở ngoài quán tiểu phủ nhá. Tao? Hả? Có giả không? Hả? Đi bạn ơi! Có giả không? Anh đợi tí. Đợi tí cái gì nhanh? À, thôi tao về đây. Em quên mất em để đâu rồi? Quên, mày thích quên không? Hả? À, từ. Mày thích quên không? Đây! Đâu, nhanh! Tao cứ cho nó ra đây thì kìa đã. Này hả? Ngồi đây. Tao bắt một con về rồi. À, đấy. Này, giả. Giả hả? Còn vẫn thiếu. Thiếu cái gì? Còn 20 quả trứng cút lộn đâu? Em đi cho chó ăn rồi. Chó cái gì? Này, cái gì đưa quả này đây? Còn một quả nữa đâu? À, còn 20 quả nữa đâu? Cho chó ăn rồi. Cho chó thì tao bắt con này về đền. Cho chó ăn rồi, anh tìm được đấy. Có đấy. Giả đây. Giả, giả cái gì? Cho chó ăn rồi. Cho chó đi. Ok, em móc không được nó lên chị ạ. Này, móc đi, em móc. Tao thật. Trứng của tao mà dám đem đấy. Đáng bị ra đồng mình đấu. Ơ, cho mày. Đâu ai bảo anh để đó gì? Cho mày ở nhà, tao đi được. À, kéo đi. Ai bảo anh em đi nhận vơ luôn. Vơ cái gì? Tao để đấy đấy. Cho đâu anh nhận vơ cháu. Nhận vơ cái gì? Chứ mày có kinh tay anh không? Tao không biết, của tao. Cháu khổng à. À, thế có chó kinh tay nhận vầy không? Chẳng gì à? Gì không? Đâu, đâu. Hôm nay anh gọi cho mai được vầy. Nào, cứ gọi đi. Này, kích, kích. Tao ăn nó về đấy á? Không. Này, cái quá là sợ anh ấy. Láo tiên. Nó lạnh rồi. Đánh ra thì tao ra đâu? Sẽ đi ăn với. Ngoan thế rồi còn tặng cho mẹ. Này, không người em 70% rồi nhá. 70% gì? Em nhận được. Nhận được thì cướp thế. Mày tưởng tiền. Mày tao đưa mày nhặt tiền. Kéo ai kể cho mày về ra mẹ lại nhặt vơ. Nhặt vơ cái gì? Trứng tao mua đấy. Ngồi đây đây. Rời ạ.
đang bị nấu. Đấy, hôm nay anh sẽ cho mày ăn món gọi là trứng da điểu hấp mà. Ủa mà này, này, mày nhìn đây này. Mày không thấy có chữ mà mờ đây à? Đi mua đây ông nội. Gì? Trứng da điểu hấp mà gọi là thế sao lại lúa mạch. Trứng này lại có chữ. Đặt vào đây. Tao mua chả có chữ. Đấy, cho nó cao lên tí. Mua lại còn cái chả gọi em này. Ăn luôn đi lại còn. Thôi, tao muốn thử xem anh em tình anh em có chắc chắn bền lâu không thôi. Này, ít nhất nhá. Bền lâu cái gì? Ít nhất mày nhặt được khoảng tầm 20 cũng bảo anh ơi em nhặt được 20 cho anh 5.000 này. Ui rồi ông nhặt được 20 không? Khả năng là ông chạy một phát ra trung tâm thương mại đi chơi luôn, khỏi phải anh ơi. Đấy mà anh em gì nữa. Nào bật lửa lên. Ý, anh có kem, hôm trước có kem của cho em ăn không? Kem cái mềm mẹ. Đấy, úp vào đây. Chà. Lâu lắm rồi đấy. Thôi nói chung là cũng tối rồi. Không cần biết là nó chín hẳn hay chưa. Ôi xà. Ui thơm á, ngửi vào xem. Ui này. Mùi như kiểu cốm anh nhỉ. Thơm tối rồi ấy. Mùi thơm lắm nha mọi người nhá. Đây là lúa nếp à. Ui. 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 Rơi cả kịch cái nữa mà rơi vào đầu thì ngất luôn. Này, bây giờ ra chơi thử một cái này. Tao đập vào đầu mày nếu mà vỡ quả trứng ấy thì cho mày 100. Hả? Thế mà em đập vào đầu này vào đầu anh, nếu mà vỡ quả trứng em cho anh 200. Chơi luôn. Ok. Nào. Tiền. Thế ứng trước 50. À, 50%. Không mang tiền. Không mang tiền đi. Này, đi chơi cờ bạc bỉ vào. Không có đâu. Ôi ôi, chịu. Chơi cơ bạc bịp rồi, tao mà không đấy. Bây giờ anh em mình sẽ khui ra. Khui quả gọi là trứng to nhất thế giới đây nha mọi người nha. Trứng chim to nhất thế giới. Mà quả này cũng gọi là trứng to nhất thế giới. Làm gì có con gì trứng to hơn này nhỉ. Đấy. Siêu khủng lồ. Ui, nó bỏng quá. Nhưng mà tiếc. Nói chung là nó rất là đẹp nhá. Quả này rất là đẹp. Nếu mà để mà hút ra như ngày trước ấy, thì có thể vẽ vào đấy. Nhưng mà hơi tiếc ấy. Thôi, em khui thì cũng phải đấy. Em khui chưa? Ừ, đây, mày khui đi. Đúng nhỉ? Không biết trứng luộc ui, ui, như anh ơi, như kiểu đá nhá. Đá vôi á. Ui, ui. Ôi, đừng mà trứng sao thầm lỏm đấy. Đừng mà trứng ôm. Đừng mà trứng ôm trời đấy. Tao tiếp đi. Thầm lỏm nhỉ? Để em đốm nhá. Đây, rồi. Bóc dần. Ui, thầm lỏm. Ui, chưa chín sao ấy. Trứng ôm rồi. Ui, cái vỏ nó dày này. Ai, đau anh. Anh, đau lắm. Em quá đó. Thôi. Ôi, hơi tung tủm, quả này hơi tung tủm rồi mọi người ạ. Nhưng mà tung tủm ngon, em thích ăn trứng gà tung tủm. Tung tủm căng thẳng, chưa thứ hẳn vẫn ăn tốt. Thế. Đúng đấy. Ôi quên, đáng nhẽ phải cho nó ngâm nước đã. Nguội ăn quá mà. Các anh tham ăn. Mời thì tham gì. Ui, nó rất là nóng mọi người ạ. Thế nên là phải từ từ. Nào bóc đi. Ui. Chứ chín sao ấy. Ui. Chín rồi nhưng mà nó. Ui, lông đào. Trứng lông đào cho mọi người. Đây, lấy cái này làm chìa. Chín. Lòng đào mọi người ạ, chưa chín hẳn. Ôi, mời mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ăn trứng siêu to khổng lồ lòng đào của anh mình. Lòng đào ngon hơn. Béo nhỉ. To quả trứng này lâu chín thật, anh em mình luộc khoảng tầm 15 phút rồi. Béo lắm. Béo nhỉ. Ôi, quả này ngợi ấy. Quả này phải lên cân. Quên biết thấy cân quả này lên cho mọi người xem. Quả này cân rưỡi nhá mọi người nhá. Quả trứng cân rưỡi. Béo nhỉ. Thấm miếng. Béo ngậy luôn.
đúng thung thủng thật. Quả này hơi thung thủng khăm khẳm nhưng mà không thối hẳn. Đây này, đây nhá, cả quả nó đây nhá mọi người nhá. Không phải là nó sống lắm đâu, hơi lòng đào thôi, nhưng mà là do là quả trứng này nó bị thung thủng ấy, nó hết đát, nó bị thung thủng ấy, thế nên sắp là sắp hết đát rồi, sắp hết đát. Quả này để tầm một tuần nữa là thối hẳn đấy. Thế nên là nó hơi, cái loại này vẫn ăn được, hơi vữa ra. Đấy, ui. Mình khỏe ăn nhất là thì loại này. Ủa, cái gì á? Ủa, thấy rừng à? Đâu? Ôi, bác kia đốt rơm. Có đốt đồng à? Thế không thuê anh em mình đốt. Ui, cái này sát ruột luôn đấy nhỉ. Nếu cháy vừa cháy hết xuôi hết nhỉ. Cháy hết cả. Thật ớt rồi. Anh chạm mà. Anh chạm mà. Tại nó sạc mình, tại vì nhỡ đâu cá chết mình anh em ngồi trên này không vớt được. Đấy mới sạc phí. Thương. Thương mấy con cá quá. Nhớ vô kia mà cái không chuối không cá chết hết. Mai anh em mình lại không câu được. Phí nhỉ. Đây này. Anh em. Thử thách anh em hết cái này. Hả? Cái gì? Cái gì? Cái này. Cái đấy thì có gì? Cái này thì có gì? Có hành. Có mỗi có cục ớt này thôi gì? Hành. Không có gì à? Mặn. Ôi, thế em xem trên mạng người ta hăng ghê lắm mà. Hăng cái gì? Hành là mặn thôi. Đồ. Thế mà. Trên mạng là màu. Hôm nay em thử em ăn một quả sống nhưng mà xem. Ừ. Ui. Quả nó là màu thôi. Là màu. Ui. Để mà nói quả trứng này mà hai anh em mình ăn thì khả năng là không hết được. À, con lô đâu rồi? Lô, vào đây, lô. Con này chạy vớt đấy, chạy theo tiếp vớt. Nó cứ thấy bây giờ cứ thấy anh em mình ra đồng rồi chạy theo lô sang đây. Đây em đây. Lô. Đây, lô đây. Anh đây, đây của mày đây. Bin. Tao tưởng con bin của mày đâu rồi? Bin đây. Đây. Bin. Đây này. Ra đây. Đây, lô đây. Đây. Con bin em ăn với. Đây. Đây là chó săn của Mao đây nha mọi người nha. Còn đây là chó săn mà đại ca. Hãy cầm nó lên, con bọn này nó ham ăn là nó đấy hết. Cho nó ăn với. Ui, lòng đỏ này. Ăn đi. Ăn đi màu lớn thì săn nhé. Lòng đỏ nó bã lắm mọi người ạ. Săn kinh điển nhé. Ui, cay ạ. Béo. Uầy. Cái hạt ớt lên mũi. Mặn đấy. Mời cho tao cái hành thì mặn quá. Sốc lên tận não. Ăn cái này sột sệt là dính hết ai cả miệng này. Cái lòng đỏ của nó hay lắm nhá mọi người nhá. Ăn giống cái quả trứng gà này. Cây trứng gà ấy. Không được vặt nát nó. Cắn chết nó đi. Thịt bỏ đấy. Này. Nhà ta đang nhiều giường ấy. Mày thử cắn nó em. Cắn luôn. Mày phải sợ nó à? Đây. Không phải. Đây này, cho mày lòng đỏ ngon hơn này. Không phải ăn. Con chó của em ấy. Em về em nuôi cho nó uống sữa nó to đùng. Cắn con chó anh. Béo nè. Đây lòng trắng. Đây nhé mọi người. Đây là phần là món này ngợi. Đây là phần lòng trắng của nó này. Rất là hay nhá. Có cái đoạn lòng trắng nó lại thế này mà có đoạn lòng trắng nó lại purple kiểu này nhá. Còn lòng đỏ nó thì rất là hay. Kiểu như là nó ăn nó như kiểu kiểu gì nhỉ? Trứng gà. Không phải, trứng gà không phải mà trứng ngỗng mình cũng ăn rồi, không phải. Cái này nó trứng ngỗng thì chát chát. Cái này nó không chát, nó cũng sốt sệt. Nó kiểu gì đó. Kiểu sốt sệt. Một cái gì đó. Còn cái lòng trắng của nó phờ lời. Lòng trắng nó to mà. Lòng trắng nó to lắm. Đây đây, lòng trắng nó này. Ngoại. Rất là hay nhá. Cái lắm ấy. Đấy. Lòng trắng nó hay lắm. Đấy.
Ba. Ba. Ba ăn trứng không ba? Ba ăn trứng ba ơi. Làm về muộn thế. Quá. Nhìn giống chè không? Ăn như kiểu thạch cá. Thạch rau câu ấy. Thạch rau câu Long Hải. Cái nơi mà có nhiều ấy nhỉ này. Chỗ ở đồng đá cho thành thạch rồi thế chứ. Tối rồi, người ta bắt đầu về rồi. Đúng rồi. Ngon. Nói à. Chung là anh em mình không thể triển được hết quả này, mọi người phải nhờ thêm sự trợ giúp của hai em tâm đắc lực. Hai em này nữa. Đấy. Một em tên là Pin, một em tên là Lô. Nói chung là quả trứng này cân rưỡi thì bốn con chó ăn mới hết. Hai con chó bốn chân và hai con chó hai chân.